Alo, ai đấy? Chị ơi, em là cô giáo của cháu ạ. Bây giờ cháu đang cấp cứu cho bệnh viện chị ạ. Ơi, thế cô giáo dạy môn gì ạ? Môn thiết chị ạ. Mày đi rồi à? Con tao có lớp 1 chứ chết cái gì? À không, em là giảng viên đại học chị ạ. Chị ơi, cháu lớn. Mày im mồm ngay. Thằng bé đang ở dưới nhà chơi wifi, thằng lớn mới chia tay là không cho mày sinh nghĩ kia. Mày có thích giảng viên không hả? Hay để tao giảng dạy cho mày đã đứng lớp 1. Nam ơi. Dạ. Mày lấy quyển sách lớp 1 vào đây cho mẹ. Sách nào ạ? Đạo đức đấy. Ôi chị ơi, em sai rồi chị ạ. Em xin lỗi chị ạ. Em vừa làm từ nãy em không làm vậy đâu chị ơi. Em bỏ ngay luôn đấy ạ. Gì mà ác vậy, mong anh hạnh phúc chỉ có một ngày. Không ưa thì cứ nói một tiếng chứ đừng có rảnh rồi thích đi kiếm chuyện ha. Đã vậy đám cưới tôi không mời, đừng hòng có cơ hội nói một lời. Nếu muốn dự thì mau mau xin lỗi, tôi sẽ xem xét và cho một chỗ ngồi. Xoét. Tích tích tình ta ai đã mong có thể. Từ đây sẽ đôi duyên ta ra làm hai. Tháng ngày mộng mơ năm sau đây đâu có. Ta muốn cho những kẻ là hãy con gái của ta phải trả giá rồi. Tôi làm vậy không khác gì đang gây chiến với tất cả hất ghi khác hết. Dù cho ta có gây chiến hay là sao thì tất cả những người cũng không ai có thể đánh bại ta đâu. Lonely, lonely, lonely.